Oh, what's up everyone? It's Linfinity here. Welcome back to my channel. And in this video, we're going to talk about the part two of government terms and abbreviations in the fashion industry. So, are you ready? Let's go for it. Chào mừng các bạn trở lại với phần 2 của những cái từ viết tắt cũng như là thuật ngữ của ngành may. Ở phần 1 thì chúng ta đã học những cái từ như là sketch, hand point shoulder, center front, center back, side seam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi một vài cái từ rất là phổ biến mà nó là những cái từ nền tảng mà các bạn bắt buộc phải biết khi các bạn sử dụng tiếng Anh trong ngành may của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 từ, và 5 từ này là 5 từ nào chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Từ đầu tiên là từ vendor. Vendor. Vendor is very common word in ready-made garments. In a normal world, we know that vendor is a seller, resource, manufacturer or supplier. Thế thì vendor, vendor is a very common word in ready-made garments. Vendor là một từ rất là phổ biến, rất là thường và thường xuyên gặp trong cái ngành sản xuất ngành may của chúng ta. In a normal world, we know that vendor is a seller, resource, manufacturer or supplier. Tức là chúng ta hiểu là vendor là một cái bên cung cấp dịch vụ. Nó là một bên trung gian, bên cung cấp dịch vụ. Thì in a normal world, we know that. Theo một cách thông thường thì chúng ta biết rằng vendor là một, có thể là người bán, có thể là nhà cung cấp vật liệu, resource, manufacturer, cũng có thể là nhà sản xuất, or supplier, hoặc cũng có thể là nhà cung cấp. Chính vì thế nghĩa của từ vendor này nó tương đối là rộng, và từ này là từ tương đối phổ biến khi các bạn gặp phải nó. Chúng ta hiểu nó là bên trung gian. Ok, vendor, nhà cung cấp, nhà bán, nhà sản xuất các thứ, những cái bên là cung ứng dịch vụ, cung cấp dịch vụ. Từ số 2, từ SMV. SMV là một cái thuật ngữ rất là phổ biến mà bất cứ một bộ phận nào cũng quan tâm đến nó, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến money. Ok, nó là thời gian thôi, nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến money, bởi vì money sẽ từ thời gian mà ra cả thôi. SMV stands for the standard minute value. SMV is important topic in garments sewn floor. Standard minute value is related with garments time study. SMV stands for the standard minute value. SMV là viết tắt của từ standard minute value. Standard là tiêu chuẩn, minute là phút và value là giá trị. Giá trị thời gian tiêu chuẩn được tính bằng phút. Thế thì standard minute value, giá trị thời gian tiêu chuẩn được tính bằng phút nghĩa là sao? Nghĩa là cái khoảng thời gian này là những cái người trung bình cũng có thể đạt được. Chính vì thế là người ta tính ra SMV là dành cho thời gian trung bình mà một người có thể làm được. Còn nhanh hơn thì là tốt, còn nếu chậm hơn thì chúng ta phải cố gắng đạt lên ngưỡng standard trước. Ở một vài công ty thì người ta SMV này, người ta hiểu theo nghĩa sai và người ta áp dụng nó sai, nên chính vì thế là người ta căn cứ vào tốc độ của một người làm nhanh để người ta hạ SMV xuống. Thế thì những cái người mà người ta may chậm hoặc mới vào thì rất khó để theo được cái SMV này. Chính vì thế là để thay đổi SMV là cần một cái thời gian dài sau khi đồng bộ được tất cả mọi người theo về standard motions, tức là mọi người về theo thao tác chuẩn, thì lúc đấy thì SMV có thể sẽ được điều chỉnh. SMV is important topic in garment sewn floor. Standard minute value is related with garments time study. SMV này có mối liên hệ trực tiếp rất là gắn kết với lại là nghiên cứu thời gian. Time study là nghiên cứu về thời gian. Thì sẽ có rất nhiều cách để tính được SMV, ví dụ như là đi bấm giờ, đi quan sát, quay video lại, hoặc là tính SMV bằng các phần mềm tính thời gian, toán thời gian thao tác trên máy tính, GSD hoặc là EasyShow. Nói chung là có rất nhiều phần mềm để làm ra cái này. Thì khi các bạn vào công ty thì các bạn sẽ tìm hiểu được là SMV của công ty mình được tính theo phương pháp nào, và SMV nó chính xác đến mức độ bao nhiêu. Nó phụ thuộc tương đối vào người bấm giờ là một, người tính toán là hai. Nói chung là phụ thuộc bộ phận hỗ trợ rất là nhiều, support. Từ số 3 là một từ siêu quen thuộc, đó là từ sample. The buyer also requires different types of samples after placing an order.
In production, state exporter needs to submit a few more samples to the buyer at different stages as per the need. Sample là hàng mẫu thì có vô vàn kiểu hàng mẫu. Nếu mà tính tổng ra thì nó khoảng 13 dạng hàng mẫu hoặc là hơn tùy vào mỗi một môi trường kinh doanh, một cái một bài khác nhau. The buyer also requires different types of samples after placing an order. Thì khách hàng người ta không chỉ yêu cầu một cái mẫu mà người ta yêu cầu rất nhiều mẫu tại mọi thời điểm sản xuất. Ví dụ, sau khi họ ký hợp đồng với nhà máy rồi thì họ sẽ cần những cái mẫu sau. Thứ nhất là mẫu tức là họ mẫu thử ấy, tức là họ đưa cho bạn một mẫu nhá, các bạn may thử, nếu sản xuất của các bạn ok, đáp ứng được tất cả những cái này, thông số trên thiết bị, thông số trên được trên trên sản phẩm, đường kim, mũi chỉ, rồi là các cái dạng đường may, thì người ta sẽ ok cho các bạn tiến hành sản xuất. Thì trong quá trình sản xuất sẽ có mẫu inline này, mẫu đầu truyền này, mẫu endline này, mẫu shipment này, rồi là mẫu đối chiếu, nói chung là bla bla, có rất nhiều loại mẫu. Thì nếu các bạn cần cái tài liệu đấy thì để lại comment, số email tôi sẽ gửi cho các bạn cái những cái dạng mẫu mà khách hàng người ta thường xuyên yêu cầu một nhà máy sản xuất, để các bạn có thể hiểu được là có vô vàn các loại mẫu và chúng ta phải đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng như thế nào. Ok, đó chính là từ sample. Từ tiếp theo là the pattern. The pattern này các bạn có thể đọc là pattern theo tiếng Anh Mỹ và pattern theo tiếng Anh Anh. Pattern is a hard thick paper which is used to get the actual shape of different component of a garment. Pattern is also used as guide of a marker paper. Pattern, mẫu. Mẫu, ok. Mẫu rập hay là gọi là mẫu cứng, is a hard thick paper, là một cái giấy cứng, ok, giấy cứng và dày, hard thick paper, which is used to get the actual shape of different component of the garment. Tức là những cái mẫu này là những cái mẫu mô tả chính xác cái hình dạng của sản phẩm, những cái phần của sản phẩm, thân trước, thân sau, vòng túi tiếp các kiểu. Thì pattern này sẽ là một cái dập y nguyên, nó tạo ra cái hình dáng của sản phẩm như thế nào thì cái mẫu cứng này nó sẽ quyết định như thế. Mẫu cứng mà sai lệch thì đương nhiên sản phẩm sẽ bị sai. Pattern is also used as a guide of a marker paper. Thì mẫu cứng này cũng được sử dụng để làm rác sơ đồ. Tuy nhiên hiện tại thì rác sơ đồ trên máy tính rồi, chúng ta cũng có một vài nơi rác bằng truyền thống, rác bằng tay như cơ sở nhỏ lẻ thôi. Còn bây giờ đa phần hiện tại thì họ rác bằng máy tính. Chính vì thế là pattern này nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành may của chúng ta. Pattern mà sai thì rác sơ đồ sai, mà đã rác sơ đồ sai thì cắt cũng có vấn đề. Chính vì thế là thông thường khi mà gặp vấn đề về sản phẩm gia truyền, chúng ta gặp vấn đề về sản phẩm gia truyền ấy, thì chúng ta nghĩ ngay đến việc là truy xét từ cái nguồn gốc đầu tiên, ví dụ như lệch lạc rồi là dài ngắn rồi như thế nào đấy, thì chúng ta sẽ phải so bán thành phẩm cắt với lại pattern trước. Nếu pattern có vấn đề thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh pattern, và đương nhiên những cái cắt ra rồi thì nó là một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chính vì thế là trong ngành may của chúng ta có một vấn đề là thường chúng ta đi xem xét và đánh giá những cái vấn đề chất lượng phụ thuộc trước tiên vào bộ chuyện truyền may trước, mà không nghĩ đến việc là cái vấn đề quan trọng nhất là nếu như cắt mà chuẩn thì cái việc may chúng ta sẽ gặp rất ít cái những cái sai sót về thông số. Thế nên là ở những cái nhà máy người ta có quy mô lớn thì bộ phận làm pattern này được đào tạo rất chuyên nghiệp, và họ phải kiểm tra rất nhiều vòng trước khi họ đưa cái này xuống nhà cắt để nhà cắt tiến hành cắt hàng loạt. Ok, đó là từ pattern. Và từ cuối cùng trong cái video ngày hôm nay thì chính là từ CPM. Có thể các bạn còn lạ lẫm với nó, nhưng mà đối với những ngày làm bên IE thì nó không lạ lẫm một chút nào cả. CPM stands for calls per minute. CPM can help to find out per hour, shift, day and week cost of garments. CPM stands for cost per minute. CPM là một cái thứ mà bên finance sẽ phải rất quan tâm. Bên finance người ta quan tâm cái này bởi vì đó chính là cost per minute. Mỗi một phút trôi qua thì nhà máy sẽ phải trả bao nhiêu tiền. Thế nên là việc tối ưu được cái cost này bằng cách nào? Thứ nhất là bằng việc tăng hiệu suất của công nhân. Năng suất và hiệu suất là hai khái niệm khác nhau, các bạn lưu ý nhé. Tăng hiệu suất làm việc của công nhân thì ví dụ như hiệu suất là cái gì, các bạn để hiểu này. Các bạn có mặt 8 tiếng ở nhà máy, được chưa? Thì các bạn có sản xuất 8 tiếng đấy thì các bạn có ra được số sản phẩm tương ứng với lại
với lại thời gian các bạn có mặt ở nhà máy hay không. Hay các bạn đến nhà máy 8 tiếng thì các bạn chỉ sản xuất thực sự 6 tiếng thôi. Chính vì thế là cái cost per minute nó sẽ rất là cao. Thế nên bài toán của tất cả các nhà máy sản xuất là tối ưu hóa thời gian công nhân ở trong nhà máy. Thì tối ưu hóa bằng cách nào? Bằng rất nhiều cách. Nó là một cái series, một cái câu chuyện dài cần nói chuyện với các bộ phận với nhau. Chứ không phải chúng ta nói qua cái clip 1-2 phút hoặc là chục phút hoặc là tiếng đồng hồ mà xong được. Ở đây chúng ta chỉ nói chuyện với nhau là CPM. Thì CPM là một thứ rất quan trọng và nó là kết quả của rất nhiều những cái đóng góp của các bộ phận khác nhau. Chính vì thế là cost per minute này, thời gian chết mà nhiều thì cost per minute sẽ rất là cao. Chính vì thế là giảm thiểu những thời gian này xuống thì nhà máy mới có lãi được. Thế nên những nhà máy có hệ thống hoàn hảo như Lean, như ISO, có bộ team AI mạnh, có team QC mạnh thì mọi thứ nó sẽ ổn thỏa hơn rất là nhiều. Thế nên là một năng lực của một nhà máy hoặc là năng lực của một trường sản xuất hoặc của một xưởng sản xuất CPM này mà càng cao thì chúng ta càng có vấn đề. Chính vì thế là làm sao để tối ưu hóa cái thời gian mọi người đến nhà máy thì cái cost per minute này sẽ là một cái thông số để đưa ra những cái phương án của tất cả các bộ phận ngồi lại với nhau và có những cái hình thức làm sao để tối ưu hóa tất cả những cái chuyền may rồi là máy móc thiết bị trong xưởng cũng như là tối ưu hóa hệ thống. Chính vì thế tại sao mà để làm được một cái nhà máy hoàn hảo chúng ta phải có ISO, chúng ta phải có Lean là như thế, chứ không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nghĩ được ra hai cái đấy. Chúng ta cần, ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta đang làm theo kiểu đối phó, tức là có ISO thì có chứng chỉ thì có sẽ được nhận những đơn hàng của khách hàng, nhưng thực tế là khách hàng người ta cần cái sự mà làm việc nghiêm túc và hệ thống chuẩn chỉ, chứ không phải là đặt được cái chứng chỉ xong rồi chúng ta chẳng biết sử dụng chứng chỉ đấy để làm cái gì. Ok, ngày hôm nay chúng ta cũng đã đi nói chuyện với nhau về các cái thuật ngữ mới rồi. Nhắc lại một lần nữa để chúng ta cùng nhớ, đấy là vendor. Vendor is a very common word in ready-made garments. In a normal world, we know that vendor is a seller, resource, manufacturer or supplier. SMV. SMV stands for the standard minute value. SMV is important topic in garment sewn floor. Standard minute value is related with garments time study. Sample. The buyer also requires different types of samples after placing an order. In production, state exporter needs to submit a few more samples to the buyer at different stages as per the need. Pattern is the hard thick paper which is used to get the actual shape of different components of a garment. Pattern is also used as the guide of a marker paper. CPM. CPM stands for cost per minute. CPM can help to find out per hour, shift, day and week cost of garments. Ok, clip của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích thì nhớ like, share và subscribe để nhận được những cái thông tin mới nhất và thú vị nhất về cái ngành may của chúng ta. Chúc các bạn thành công. Have fun and see you next time.